Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nha. Nay bên em lại về được hai con máy super, máy nó khá đẹp đấy, máy nó hàng nó cũng tuyển đấy, thì các bác là có nhu cầu muốn mua thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Bên em chuyên cung cấp tất cả các loại máy mới, máy cũ, động cơ xe máy mới, xong sơ cơ xe máy cũ đó. Từ nếu em nhận đặt hàng nhá, thì anh em có nhu cầu muốn đặt cái dòng máy xe gì thì anh em cứ nhận trực tiếp cho em số điện thoại nhé, hoặc là kết bạn Zalo chụp cái con máy của mình nó từ con CB400. Nói chung là tất cả dòng máy Honda trên thị trường, kể cả xe máy LSR20, xe đua thời xưa bên em nhận đặt hết nhé. Đấy, xe tất cả dòng xe anh em cần nhu cầu thì alo. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé, thì bên em nhập tất cả các loại mặt hàng, thì anh em có nhu cầu mua thì alo cho bên em, là bên em chế cháo rồi nhập máy cũ máy mới đều có hết nhé. Rồi hôm nay thì bên em lại cũng chỉ có hai cục máy rồi thôi. Đây, con này thì toàn máy tuyển thôi, máy khá đẹp nha các bạn nhá. Thì con này là con super, con này super đời 2011. Đấy, 2011, con này chạy 3,5 vạn. Đấy, con này giá 8 triệu nha các bạn nhá, giá 8 triệu máy cực đẹp luôn. Lước sơn hơi bị chóc một chút nhá. Đây là anh em nhìn đầu bò này, cực vip, máy cực vip luôn. Nhìn máy nó sạch sẽ nha các bác nhá, máy sạch sẽ. Đấy. Cái này thì nhông con nó đi dầu riếc, nó bắn nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, hơi bẩn tí nha các bác nhá. Đấy, còn cốt máy đạt gần như 100%. Đấy. Côn zin, điện zin. Vách giữa chưa trẻ, bù đề ngon, bù đề zin nhá. Mã K68, giá 8 triệu nhá. Con này em có bớt cho các bác 200 000 đồng. Đấy. K68. Đấy, máy đẹp này, anh em nhìn zin chưa? Máy cực kỳ chất luôn, máy cực kỳ đẹp nha. Thì con này thì để cho anh em sưu tầm, hoặc là anh em nào có đam mê, hoặc là anh em nào thật sự muốn mua mà ấy, chứ còn những cái con máy tuyển thì giá nó không hề rẻ một chút nào anh em nhé. Thì anh em nào xem chơi mà chưa có nhu cầu mua thì anh em cứ đăng ký kênh, hoặc là kết bạn Zalo, hoặc lưu số em vào. Nếu nào cần anh em có thể điện cho bên em. Chứ còn thật sự với các bác là bây giờ tìm tuyển những cái máy đẹp thì nó hơi khó, ít lắm. Vừa rồi em có vài một con 8 triệu rưỡi nó không có dàn điện cơ, không có dàn điện mà máy nó cũng cũng khá đẹp. Máy khá đẹp thì lên cái của anh em đặt luôn, anh em mua luôn rồi. Đấy, nên là những cái dòng zin nó cực kỳ hiếm. Bây giờ thì anh em mua sưu tầm, anh em cất đi, anh em cứ dầu riếc bảo dưỡng vào. Thì tầm cái này, máy này bây giờ thật sự cái dòng đầu bò bốn ốc này, cả quay zin nhé, nó không sản xuất nữa rồi. Thì anh em lưu ý đấy, có sưu tầm hoặc anh em chơi, hoặc là muốn cái con xe zin của mình nó vẫn còn, thì anh em nào muốn cất đi để mà lúc nào mà anh em nó hỏng thì anh em có thể sang đấy, sang đồ. Cái con này tất cả nó zin ngon hết thì các bác nhé, máy cực kỳ đẹp luôn, con này không có gì phải chê cả. Đấy, máy đang lổ ngon nha các bác nhé. K68 giá 8 triệu nha các bác nhá. Đây, thì nó kèm theo phụ kiện này, chế vào khí mướt mượt mượt nha các bác nhá. Vừa nó dính hơi bẩn một chút này. Đấy, đều zin hết nhá. Dây điện này, dây điện xịn nha các bác nhá. Lọc gió này, lọc gió mang cá đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, tất cả nó đều là hàng zin hết theo xe. Đấy, từ cái cần đạp cần số rồi đi các bác nhá. Đạp cần số đây, các bác nhìn nó còn chưa mòn gì cả. Đấy, đời nó cũng còn đi cực kỳ giữ gìn và cực kỳ ít nha các bác nhá. Đấy, côn zin, điện zin, K68 giá 8 triệu. Đấy, bớt cho các bác một chút tiền lộc lá. Chứ còn con này thì nó máy nó khá là sạch sẽ nha các bác nhá, máy khá là sạch sẽ nên là nó chưa chạm gì cả, máy zin nha các bác nhá. Mỗi tội cái nước sơn nó hơi kém một chút rồi này, thì những cái dòng đời như con này thì là nó thường hay bị lổ sơn. Tất cả các loại qua đều là từ đời 2011, 12 đổ đi là nó cái nước sơn con này nó hơi bị kém, không biết là nó tại lý do gì. Chứ còn đời 2010 đủ xuống là nước sơn cực kỳ đẹp. Đấy. Rồi, thì em cũng giới thiệu sơ qua con này K68 giá 8 triệu nhá. Em quay chi tiết lại một lần nữa nhá. Đây. Phần con ốc chỉnh côn này. Nhựa, lắp nhựa nhá. Đấy, vách viếc là zin hết, đầu bò anh em nhìn mấy con ốc này. Chuẩn chỉ 100% là chưa có một cái gì chạm vào. Đấy. Cò phất cái tặng gọi là tai thỏ các bác nhá, tai thỏ đấy, đấy, rất thì nó vẫn còn. Máy cực kỳ zin, cực kỳ ngon nhá. Đấy, điện thì em điện con này còn chưa tháo cơ. Điện chưa tháo nhá. Đời 2011, máy cốt máy đẹp nhá. Cốt máy gần đạt đến gần 100% này.
máy cực kỳ đẹp nha các bác nha. Rồi thì em K68 giá 8 triệu nhá. Nay em về được hai con đây. Đây. Rồi một con K88 nữa, con này thì anh em là mua, anh em cứ kết điện trực tiếp cho bên em. Đấy. Điện trực tiếp cho bên em. Con này thì nó vẫn giữ nguyên cần số đây. Con này cũng vậy thôi. Đấy, con này thì nói chung với các bác là nó cũng xuất sắc. Con này thì nó giá 8 triệu thôi. Đây anh em nhìn này. Đấy, tai thỏ rồi tất cả mọi thứ đều là zin hết. Đấy, để tìm kiếm được những cái con này trên thị trường thì thật sự với các bác là cũng hơi hiếm, cái dòng zin bây giờ nó cực kỳ hiếm. Đấy. Đấy, con này nước cái lốc này nó còn chưa bị rộp mấy này, hơi rộp thôi. Đấy. Hơi rộp, con này cốt máy còn đẹp nhá, con này chạy cũng chỉ tầm 3 vạn thôi các bác nhá. Đây. Đấy, nó chỉ tầm 3 vạn thôi. Ôn zin điện zin tách giữa chưa trẻ. Ủ đề chưa vấn đề gì nha các bác nhé, chưa thay. Cái này cái vỏ đâu đi, cái cốc này nó thay rồi, cái cốc của nó bị thay rồi nha các bác nhé. Đấy, con này thì em bớt cho một chút. Đấy, về anh em những cái phần ngoài thì em thật không tính. Đấy, về anh em là ưng, anh em mua cái củ đề khác anh em lắp vào được. Đấy, nó bị cái này là bị thay cốc đề rồi. Đấy. Đấy, con này zin, con này quá là đẹp luôn. Con này không phải chê đâu nữa cả. Anh em nào chốt được kèo con này thì giá nó cũng 8 triệu bớt một chút nhá. Đấy, tất cả zin. Côn zin điện zin vách giữa chưa trẻ, củ đề chưa thay. Đấy, máy cực kỳ đẹp, cốt máy còn dày nhá. Cốt máy còn đạt 90%, à con này cũng còn đến chừng gần như 100%, 98% nhá. Đấy, con này thì lô này máy em tuyển thì có nhiều bác mua của em không thể chê đâu được. Mua của em lại 2-3 lần đến anh em thợ nhá. Còn nếu mà anh em sưu tầm đấy thì em cũng bảo các bác rồi đấy, các bác nào mà có xe zin của mình ấy, sau các bác muốn thay thì các bác cứ xem kênh của em, ưng được thì các bác mua, còn không thì anh các bác cứ xem chơi thôi. Đấy, sau này các bác mua. Con này thì nó cũng đời tầm 2011 đấy các bác nhá. Đời 2011, hai con này thì nó đời 2011 hết. Đấy. Nó máy cực kỳ đẹp. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Đấy, không còn gì phải chê những cái con này cả. Máy lổ cực kỳ êm nhá các bác nhá. Số này. Đấy, các bác thấy ngọt lừ các bác nhá. Đấy. Máy đẹp zin không lỗi. Côn zin, điện zin vách giữ chưa trẻ, củ đề thay cốc một chút thôi. Đấy, đây em quay lại chi tiết một lần nữa để các bác ngắm nha. Là đây phần ốc chỉnh côn nhá. Đấy, đầu bò zin nhá. Đấy, quay sắc nét từng chi tiết một đấy là em quay chân thực nhất. Đấy, các bác mua ấy thì những cái dòng như này. Đấy, mua dòng như này thì các bác lưu ý nhá. Là thật sự là em cũng không muốn vận chuyển đi vận chuyển lại. Là đây có một số con của bác là em không tiện nói tên đâu, nhưng các bác mua ấy, thì các bác đặt cọc tiền cho em 500 thật sự là cũng không đáng. Đọc cái công đóng hàng đi, mới lại đọc cái công mà bên em đóng hàng mới gửi đi đã mất 500 rồi. Đấy, nên là các bác vui lòng những con đẹp này các bác cọc trầm 1 triệu nhá, nhận hàng các bác thanh toán lốt. Đấy, đấy là anh em mua ngon lành cành đào nhất. Đấy, nhiều lúc về nó hơi cáu một chút là vì thứ nhất là hàng người khác đặt mua còn không có, thì anh em cứ lưu ý đặt được con nào thì các bác cứ đặt luôn mà xuống tiền. Đấy, K88 giá 8 triệu bớt một chút nha các bác nha. Đây, thì các bác lưu ý nha, em quay video này nó quay kỹ nhất để các bác tham khảo nhá. Thì ưng được thì các bác mua. Đấy, còn cũng thật là các bác có những cái con nó quay lên thì vừa đăng lên rồi anh đã bán rồi, thế thì thật sự là hơi tiếc vì có người đặt 3 lần không được máy của em, tại vì người ta đôi khi là đến xem cái video nó muộn hơn. Đấy, nên là các bác lưu ý mua đặt rồi thì cứ đặt chắc chắn giúp bên em nhá. Rồi, đây thì con này điện đây. Đây, điện của nó đây. IC con nạp zin, dây điện zin nhá. Dây điện zin mang cá đây. Đấy, em quay chân thực và chi tiết nhất để cho các bác đến đấy, mua hàng là bên em đã quay rất chi là chi tiết để các bác mua nhá, chứ không phải là chuyện lừa đảo gì ở đây cả. Đấy, ken hin chế xịn nhá. Đấy, lọc gió xịn này. Đấy, theo xe hết. Giá thì mức giá thì thật sự với các bác là đến thời điểm này thì zin thì nó cực kỳ hiếm rồi. Đấy, kiếm một con để mà anh em chơi thì là anh em bên em cũng phải tuyển rất chi là gắt. Đấy, có nhiều con nó không được đẹp bên em không bán, không mua. Đấy. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu mua con này thì anh em điện trực tiếp cho bên em nhá. Hai số điện thoại trực tiếp có Zalo, và bên em là hai số điện thoại là hai người khác nhau. Các bác liên lạc một số một thôi. Thì lúc này nó chưa nghe được thì các bác cứ điện cho em sang số này. Ở số này không nghe được các bác điện số này nhá. Thì anh em nào xem được cái video này rồi
mà hỏi mà bên em hết thì các bác lưu số vào thì bên em sẽ đến có những con sau thì bên em sẽ lưu số vào thì em sẽ điện trực tiếp cho các bác, là các bác cần thì các em sẽ quay chi tiết em gửi qua Zalo cho các bác xem ưng được các lấy luôn. Rồi, chào thân ái tất cả các bác trên toàn quốc nha.